chính trực quy cương tôn ông, chính trực mà quy cương, thần thông nghi lục chi ai đương ý so tài. Dân tích sự y tôn quan đệ ngũ nghi, đức đức lòng hầu thái tử y long cùng y danh bốn coi lấy lừng nghi, hô tà sát thủy thần thông y đại. Sai chấn năm phang, năm cờ sai chấn năm phang, tam thông kích cổ điệu đồng đi chơi phủ nhang phủ ngãi đôi nơi.
sông tranh đêm ngày vẫn chơi sóng tuôn trào cuồn cuộn chảy về đâu. Chúng con nhớ ơn người trang sĩ lập công đầu ngàn năm ghi nhớ công ơn quan lớn tuần người là bậc tài danh. Ở trên phủ Ninh Giang vẫn lưu truyền thanh tích ngôi đền kỳ cùng ghi lại lúc quan quyền ngài còn đang tra sổ hay lớn tuần ngài đổi số cho ai sài loan thanh xa bắc lệ bao xa đi lên bắc lệ bao xa ai chiêm bài thì phải vui quá đền đèo trên thông reo dưới